Rồi bác nhá, vào đầu video ngày hôm nay thì em sẽ thử test chất lượng âm thanh của ba cái chế độ effect mà hiện tại em đang cài ở cái con vang D6 này. Và sau đây em sẽ vào cùng video với tất cả bác để giới thiệu bác cái dòng sản phẩm này của ngày hôm nay nhá. Và chế độ đầu tiên đó chính là effect 1 ở đây thì em sẽ cài cho bác, đó chính là chế độ echo kết hợp cả reverb. Đấy, đây nhá bác nhá. 1 2 6 đấy, thế còn các bác ấn giữ in nút số 2 này, để effect 2 này nó sẽ loát chế độ echo. Đây. Ấn giữ in cái nút này thì nó sẽ là loát chế độ reverb các bác nhá. Rồi, xin chào mừng tất cả bác đồng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cửa hàng em sẽ lên video cho tất cả các bác với một cái dòng sản phẩm mà ngày hôm nay thì cửa hàng em cập bến được số lượng khoảng tầm 8 chiếc thôi. Có đúng 8 chiếc vang số cao cấp hiệu D6 nhé. Mã là của DH Audio, mã là D6 này con này. Đấy, con này thì D6 và D4, D8 nó là một cái dòng vang thực sự rất là cao cấp, và dòng vang rất là chuyên nghiệp, thì được rất là nhiều người yêu thích và săn đón rồi. Ngày hôm nay quan trọng lên video thông báo cho tất cả bác rằng nhà em có hàng nhá. Nhà em có hàng cho tất cả bác, và ngày hôm nay giới thiệu cho tất cả bác với một dòng sản phẩm, đó chính là vang số D6 cao cấp hiệu DH Audio bác nhá. Rồi, đầu video các bác vui vẻ nhá, bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cả nhà em nút like nhá. Em giới thiệu qua một chút, sau thì em sẽ báo giá để cho các bác có thể tham khảo ngày hôm nay. D6 một thương hiệu rất nổi tiếng CB Acoustic. Đấy, và đợt này nó là hiệu DH Audio nhá, DH Audio. Đấy, con này thì phần mềm đầy đủ luôn. Con này phần mềm đầy đủ, đấy, có tính năng rất hiện đại, đó chính là ba cái nút effect này. Tức là ba effect riêng biệt mình có thể mình cài đặt gọi là ba chế độ khác nhau, và effect này rất tiện lợi cho các bác nhá. Bác nào thích đi làm show hay là các bác dùng xài gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Dòng D6 này có cái dòng đèn giật nhảy rất đẹp. Con này chỉnh tay rất dễ và cũng phần mềm cũng khá là chuyên nghiệp các nhá, rất chuyên nghiệp phần mềm này, rất chuyên nghiệp luôn. Đây, cho bác xem một chút về đằng sau nhá. Thiết kế của đằng sau là nội thất của con này, xong em báo giá luôn. Không để mất thời gian của bác nữa. Được chưa? Đây, hiện tại đang test cái sản phẩm này, test ngoài trời luôn. Đây, đằng sau có nhá, đằng sau chúng ta có tất cả là 6 cổng ao này. Đấy, tất cả bằng rắc chân đồng hết, đẹp luôn các. Đấy, rắc đồng này. Được chưa? Đây này chúng ta có một đường ao tổng này. Đấy, và hai đường tín hiệu vào lên bằng hoa sen. Đây là đường bằng cổng quang các nhá. Con này có cổng quang luôn. Và đặc biệt là nó có rắc cắm mic đằng sau, cũng rất là tiện lợi các nhá. Đây, vỉ mạch này. Con này thì sử dụng nguồn xuyến. Đấy, vỉ mạch màu xanh. Con này sử dụng một con chip DSP và một giải mã AKM. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, rất rõ và rất chi tiết nhá. Nói chung là dòng D6 này thì nói chung là rất nhiều anh em bán, và cũng rất là nhiều các cửa hàng anh em đã review cho các bác để cho các bác có thể tham khảo được cái dòng sản phẩm cao cấp này. Thì ngày hôm nay chủ yếu là em lên video cho các bác thông báo các bác rằng có hàng về, và có hàng để cung cấp đến cho tất cả các bác chơi cái dòng sản phẩm này. Và hàng tất cả đợt này là em bao zin đẹp cho các bác nhá, còn nguyên zin nguyên bản luôn và rất đẹp. Đấy, đã được lau chùi vệ sinh rất kỹ rồi, rất đẹp luôn, con nào cũng như con nào coi nhá. Đấy, xử lý tín hiệu 32 bit, con này ra chất nhạc thì rất sạch sẽ luôn, màn hình thì nhìn rất sáng quá nhá, màn hình rất sáng sủa nhá. Chẳng qua ở đây là em làm video ngoài trời ấy, ngoài trời hiện tại đang rất là nắng, cho nên là em làm video này thì nó nghe vẻ là nhìn nó không được sáng lắm thôi, nhưng mà thực tế ra là video là nhìn rất rõ quá nhá. Đấy, và hôm nay em báo giá luôn cho tất cả các bác có thể tham khảo dòng sản phẩm này ngày hôm nay nhá. Dòng sản phẩm vang số D6 này, vang số cao cấp D6, một dòng sản phẩm thực sự là thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Ngày hôm nay cửa hàng em cung cấp cho tất cả bác với cái giá đó chính là 3.500.000 một chiếc nhá. 3.500.000 một chiếc. Đấy, bên em sẽ miễn phí ship và cũng là tặng kèm dây jack kết nối âm ly hoặc kết nối cục đẩy cho các bác. Đấy, nếu như bác nào thực sự có nhu cầu và muốn sở hữu, muốn đặt những cái con vang số D6 này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em hoặc nhắn tin cho em nhá. Nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982 838695 các bác nhé. Đấy, liên hệ cho em qua số hotline 0982 838695. Đấy, cửa hàng em sẽ liên tục lên cho các bác những sản phẩm và những cấu hình để cho các bác có thể tham khảo và chơi. Đây, em sẽ thử cho các bác xem nghe chất lượng âm thanh nhạc khi mà gọi là tiếng nhạc này. Dàn nét cực đẹp luôn. Dàn nét cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Em sẽ thử test lại ba chế độ
3 chế độ vàng cho các bác để cho các bác có thể tham khảo cái dòng sản phẩm này. Được chưa? Đấy. Đây, chế độ đầu tiên các bác chỉ cần giữ in chế độ đầu tiên này, nó sẽ loát chế độ eco reverb. Lên 1 1 1 2 6 7. Lên chế độ thứ hai đó chính là eco các bác nhá. Lên 1 1 2 6 7. Chế độ thứ ba nó chế độ reverb này. Lên 1 2. Đấy, bây giờ sẽ thử test cho các bác nghe cái chế độ reverb này để cả khi hát karaoke rất chuyên nghiệp như nào nhá. Một dòng vang thực sự bác, đây là dòng vang rất chuyên nghiệp, rất cao cấp luôn. Giá là 3.500.000 nhá các bác nhá. Nhanh tay giúp em, 3.500.000 chiếc, bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc, tặng kèm dây cân đối âm ly của cục đẩy cho bác nhá. Quá hay luôn. Ok, bây giờ em sẽ thử test cho các bác nhá, test cho bác nghe thử cái chất lượng âm thanh. Khi mà nghe qua gọi là tiếng reverb kết hợp cùng với con vang này. Ok nha các bác nhá. Lên 1 2 6 7 lên. Lên 1 2 ba ngày xa cách nhau là anh vẫn đợi chờ giây phút em về để anh được nhìn thấy em, được nghe nói cười và được ôm em mãi. Tháng ngày thiếu vắng anh em có nhớ không, ngày ta vẫn bên nhau yêu mình anh nhé em, chỉ cần thế thôi là anh hạnh phúc lắm. Rồi từng ngày qua đi em vẫn chưa về, chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi. Vì sao hỡi em, tại sao thế em? Đừng nói câu lừa dối, đừng bắt anh phải mong chờ, đừng bắt anh lặng thinh, vì rằng em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây trên con đường một mình anh đi, và sẽ không còn nữa, và sẽ không cần quay về, sẽ không chờ em và đời em yêu nữa, sẽ không còn gì, sẽ không còn gì đâu. Ok bác nhá. Đấy, hôm nay lên cho các bác một siêu phẩm thực sự rất tuyệt vời ngày hôm nay luôn cho các bác nhá. Vang số cao cấp hiệu D6 của DH Audio. Đấy, lên cho tất cả bác. Nếu bác nào thực sự có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em hoặc nhắn tin chốt vang D6 cho em nhá. Số điện thoại là 0982 838695. Đấy, rất mong các bác ủng hộ và cũng như là các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhé, 0982 838695 các bác nhé. Hôm nay thì phục vụ tất cả các bác, số lượng em chỉ có khoảng tầm 8 chiếc thôi, cho nên là rất mong các bác nhanh tay giúp em nhá. Ok, xin chào lại các bác trong video sản phẩm tiếp theo nhé.